bought our fancy and hot version using the two batteries. Đây xin giới thiệu cái bài hát các vị trong đoàn. Then Prime Minister Minh Phú Bình, Ministry of Foreign Affairs. New Zealand was pleased to be the first country to endorse Vietnam's bid for membership of the Security Council in 2008-2009. And we reviewed our bilateral relations and I reiterated. Cái sự hợp tác này còn đem lại những cái sự hiểu biết lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, củng cố, góp phần củng cố hòa bình, ổn định ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, cũng như là cái sự hợp tác vì cái sự mục tiêu phát triển cho mỗi đất nước và mỗi dân tộc. Thăm cái tòa nhà của cao ủy chúng tôi ở London và nơi đó